Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục phiên xét hỏi nhóm bị cáo thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Phòng Kiểm định Xe Cơ Giới, các công ty thiết kế có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và đưa nhận hối lộ. Thưa quý vị, tại phiên xét hỏi, các bị cáo là cựu lãnh đạo Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trưởng phó phòng, kiểm định xe cơ giới, các đăng kiểm viên đều thừa nhận hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ, môi giới hối lộ như cáo trạng đã nêu. Trong đó, bị cáo Trần Kỳ Hình khai đã nhận hối lộ nhiều hơn một lần, nhưng về số tiền không phải là 7,1 tỷ đồng như cáo trạng. Ông Hình chỉ thừa nhận đã nhận hối lộ là 2,85 tỷ đồng và 12.000 đô la Mỹ. Về số tiền 8,5 tỷ đồng, cáo trạng quy buộc Đặng Việt Hà hưởng lợi, cục trưởng thừa nhận và khai số tiền này nhận từ phòng kiểm định xe cơ giới và không nhận trực tiếp từ tư nhân. Bị cáo Đặng Việt Hà cho biết gia đình bị cáo đã nộp 2,5 tỷ đồng trong quá trình điều tra, trong giai đoạn truy tố đã nộp thêm 2 tỷ đồng và trước khi xét xử đã nộp thêm 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trần Anh Quân, cựu quyền trưởng phòng VA cho biết mình không phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền nhận hối lộ của 16 công ty là 60 tỷ đồng. Về số tiền hưởng lợi 11,7 tỷ đồng, bị cáo Quân thừa nhận và cho biết hiện gia đình của bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền. Tình hình mưa lũ tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc đang diễn biến rất phức tạp. Hàng trăm ngôi nhà, hecta hoa màu cùng tài sản bị ảnh hưởng, cầu cống cột điện cũng đã bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường bị sạt lở ách tắc cục bộ. Tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, theo báo cáo nhanh đã có 2 người tử vong do bị vùi lấp vì sạt lở, 4 người mất tích. Ghi nhanh của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam khu vực Tây Bắc tại thành phố Sơn La vào sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ đêm hôm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn của các tỉnh vùng cao Tây Bắc, trong đó có tỉnh Sơn La, mưa xảy ra rất là lớn. Mưa lớn đã làm cho nước sông suối dâng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích hoa màu của bà con nhân dân ở trên địa bàn. Nhiều con đường tuyến phố đã xảy ra tình trạng sụt sạt nghiêm trọng, khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ. Người dân thành phố Sơn La cả đêm hôm qua thức trắng đêm để làm nhiệm vụ canh chừng nước lũ tràn vào nhà, đã làm ảnh hưởng đến những cái tài sản của họ. Người mưa này là bọn em là đây này, hỏng hết cả đồ đạc để ngập lụt này. Canh từ 1 giờ đêm mà bất an anh ạ, kinh khủng luôn. Không làm ăn gì đây anh, nhà cửa nước ngập bát đũa. Sáng sớm ngày hôm nay, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại những cái điểm nút giao thông quan trọng để làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đi lại. Đến thời điểm này thì nước lũ vẫn đang kéo về và tất cả những cái ngã tư trọng điểm, các phương tiện chưa thể di chuyển qua. Đến cuối tháng 6, tín dụng tăng 6% so với cuối năm 2023, hoàn thành được mục tiêu. Thông tin tích cực này được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng cuối năm và sáng nay. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ mức âm trong 2 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng đã khởi sắc trở lại kể từ tháng 3 và đạt mức tăng trưởng là 6% tính đến cuối tháng 6. Nguồn vốn chủ yếu tập trung cho vay các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tín dụng không đồng đều giữa các tổ chức tín dụng. Một số tổ chức tín dụng có mức tăng cao hơn mức tăng chung của cả hệ thống, nhưng cũng có những tổ chức tín dụng tăng trưởng âm. Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng sức hấp thụ vốn của nền kinh tế sẽ cải thiện trong nửa cuối năm, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 14 đến 15% đề ra cho cả năm. Về kết quả xử lý nợ xấu trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống xử lý được gần 97.000 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến nay đã có hơn 26 triệu tài khoản được xác thực sinh trắc học với căn cước công dân gắn chip. 37 tổ chức tín dụng chính thức triển khai việc đăng ký sinh trắc học cho người dân qua app di động.